Xin kính chào quý vị. Ngày đầu xuân xin kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và nhanh chóng tìm được căn nhà ưng ý nhé. Còn nếu mà chưa tìm được ấy, hãy gọi cho em. Hôm nay em xin trân trọng được giới thiệu tới tất cả mọi người một căn nhà đất sổ đỏ riêng chính chủ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ưu điểm của nhà là nhà xây mới chưa ở, mới đang hoàn thiện. Diện tích sổ đỏ là 41m², mặt tiền 3m95, vuông vắn có mặt ngõ bên để mở cửa sổ. Thiết kế cụ thể thì tầng 1 làm cửa cuốn hiện đại, cửa 2 lớp. Phía trong là phòng khách. Hiện tại có một số hạng mục như là vách trang trí phòng khách này, tủ bếp là chưa lắp, còn lại thì cơ bản đã hoàn thành. Tầng 1 thì cũng có một nhà vệ sinh nhỏ. Lên tầng 2 và 3 thì có 4 phòng ngủ, mỗi tầng 2 phòng, vệ sinh ở giữa. Cầu thang thì làm bằng gỗ lim thịt rất là dày. Vì nhà có mặt tiền rộng đạt chuẩn nên phòng ngủ cũng như phòng khách kê đồ rất là dễ. Nhà vệ sinh với đầy đủ thiết bị, có vách tắm kính, đồng thời có thêm ô thoáng như mọi người có thể thấy trên màn hình nhé. Hệ thống cửa thông phòng thì đều gỗ lim, sàn gỗ hiện đại được thiết kế đồng bộ với màu của cầu thang. Đây là phòng ngủ phía ngoài ạ. Trên tầng 4 thì chúng ta sẽ có một sân phơi phía sau. Ở giữa là cầu thang và ô để máy giặt cùng trục cấp thoát nước với nhà vệ sinh ở phía dưới ạ. Ở ngoài cùng là một phòng rộng, phía dưới đã có 4 phòng ngủ rồi nên là phòng phía ngoài thì vẫn có đường chờ điều hòa cho ai cần tận dụng làm phòng ngủ thứ 5 nhé. Hệ thống điện nước thì đã tách riêng, có hợp đồng điện nước, hồ sơ thiết kế đầy đủ, sổ đỏ riêng để tại nhà, không tranh chấp, không có quy hoạch. Hệ thống nước thì dùng nước sạch chung của phía Tây Hà Nội, đó là do Vigoaco Sông Đà cấp. Có hệ thống bể ngầm này, bồn inox và điện nước đầy đủ. Kết lại thì chúng ta có là nhà 41m², 4 tầng, mặt tiền 4m, lô góc, có hai mặt ngõ thông, ngõ thẳng. Đứng từ nhà có thể nhìn thấy ra ngoài phố được. Giá chỉ nhìn 4 tỷ một chút, rất nhỏ, không đáng kể, có thương lượng. Bác nào thấy nhà phù hợp hoặc có nhu cầu mua nhà tiêu chí khác, vui lòng liên hệ trực tiếp cho em Thiện theo số điện thoại 0962 802 792 nhé. Xin trân trọng cảm ơn mọi người và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em nhé.